Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh Tiểu Sử Nhân Vật Nổi Tiếng. Nhìn qua nhìn lại cũng qua tháng mới, dầu khỏi phải biết bao nhiêu tiền phải giải quyết. Nhưng thôi, giờ mình cùng tìm hiểu về một anh chàng diễn viên hơi bị nổi tiếng nha. Đó là diễn viên Trung Tử Đan. Giờ thì bắt đầu thôi. Phần 1, khái quát sơ nét về Trân Tử Đan. Trân Tử Đan có tên tiếng Anh là Daniel Zizan, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1963, là nam diễn viên, nhà chỉ đạo võ thuật kiêm nhà sản xuất điện ảnh người Trung Quốc. Anh sinh ra tại Đài Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, cung hoàng đạo là cung sư tử, với chiều cao là 1m73 và cân nặng 75kg. Ông hoạt động nghệ thuật từ năm 1983 đến nay. Phần 2, thời niên thiếu của Trung Tử Đan. Trân Tử Đan sinh ra ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, là con của nữ danh sư Thái Cực Quyền, Mạch Bảo Thiền và ông Trân Vân Long, là một nhà biên tập báo. Năm hơn 1 tuổi, ông theo ba tới Hồng Kông, trong khi mẹ ở lại Quảng Đông vì lý do thủ tục. Đến năm 9 tuổi, mẹ ông mới sang được Hồng Kông, gia đình lại chuyển sang Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, nơi mẹ ông sẽ mở viện nghiên cứu võ thuật Trung Hoa. Từ nhỏ ông rất thích học và nghiên cứu võ thuật, từng là đệ tử của nhiều phái võ khác nhau như Thái Cực Đạo, Hu Siêu. Thần tượng của ông lúc này là Lý Tiểu Long, ông bỏ học, gia nhập băng đảng và thường tham gia những cuộc đánh lộn, có khi băng đảng của ông đã gây ra án mạng. Điều đó khiến cha mẹ ông lo sợ, họ đưa ông trở về Quảng Đông. Trở về quê nhà, ông đi theo con đường của một võ sĩ Hu Siêu. Ông đến Bắc Kinh để luyện tập trong đội tuyển Hu Siêu Trung Quốc. Năm 1983, khi sắp trở về Mỹ, Trân Tử Đan làm một chuyến du lịch ở Hồng Kông. Lúc này đạo diễn viên Hòa Bình đang quay phim Tiếu Thái Cực. Ông đã tìm rất lâu nhưng không tìm ra một nam diễn viên phù hợp cho vai chính. Chị của Viên Hòa Bình, người từng theo học võ của mẹ Trân Tử Đan, đã giới thiệu con trai của Mạch Sư Phụ cho đạo diễn họ Viên, và Viên Hòa Bình đã mời ông thử đóng bộ phim Thiên Sư Tràng Tà của ông Viên trong vai trò một người đóng thế. Phần 3, sự nghiệp diễn xuất và thời kỳ mới ra mắt. Khi gia nhập làng giải trí vào năm 20 tuổi 1983, Trung Tử Đan không phải là một diễn viên được đánh giá cao về nhan sắc, diễn xuất hay khả năng võ thuật. Trong những ngày đầu đóng phim, Trân Tử Đan đã nhờ đến thẩm mỹ viện để chỉnh sửa lại cặp mắt một mí và hàm răng không mấy ngăn nắp của mình. Sự sửa đổi dung mạo này được thể hiện rõ trong giai đoạn tiếp theo, từ sau phim Lồng Hồ 1. Tuy vậy, từ đó đến năm 1989, ông chỉ được giao những vai phụ. Năm 1984, ông có vai diễn chính đầu tiên trong Thái Cực Túy Quyền. Tuy nhiên bộ phim lần này đã không tạo được nhiều ấn tượng trên thị trường. Năm 1985, ông tham gia khóa học diễn xuất của TVB. Từ đó đến năm 1988, ông chỉ được giao các vai không quan trọng trong hai bộ phim Tình Phùng Địch Thủ và Long Hồ 1. Đến năm 1989, khi tham gia vào Tiêu Diệt Nhân Chứng, tài năng diễn xuất và võ thuật của ông mới được công nhận và biết đến rộng rãi. Bộ phim này một bước đưa ông vào hàng ngũ những ngôi sao võ thuật ăn khách. Thời kỳ bùng nổ của Trân Tử Đan, năm 1992, chàng diễn viên đã xuất hiện trong phim Hoàng Phi Hồng Hai Nam Nhi, đương tự cường với vai trò là một nhân vật phản diện. Cũng trong năm 1992, ông tiếp tục thành công với vai diễn phản diện thái giám trong Tân Long Môn Khách Điếm. Từ năm 1993, khi tham gia bộ phim Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng, danh tiếng của Trung Tử Đan mới thật sự bùng nổ mạnh mẽ. Năm 1994, ông từ chối đóng vai Lý Tiểu Long trong Lý Tiểu Long Truyền Kỳ của đạo diễn nổi tiếng Hollywood Steven Seagal. Trong năm này, ông tham gia và ghi dấu ấn với Vịnh Xuân Quyền trong vai Nghiêm Vịnh Xuân. Năm 1995, bộ phim truyền hình Tình Võ Môn mà ông đóng vai chính gây cơn sốt toàn Đông Á. Phần 4, ngôi sao võ thuật màn ảnh. Kể từ năm 1996, Trung Tử Đan được biết đến và được công nhận rộng rãi với tư cách ngôi sao võ thuật. Trong thời kỳ này, ông rất chịu khó rèn luyện và thách thức bản thân qua nhiều vai diễn khác nhau. Năm 1997, ông đóng vai chính trong Chiến Lang Truyền Thuyết. Năm 1998, ông tiếp tục gặt hái thành công với vai chính trong Nụ Hôn Sát Nhân. Năm 2002, tài tử tham gia tuyệt phẩm Anh Hùng do đạo diễn Trương Nghệ Mưu thực hiện. Bộ phim dựa trên câu chuyện Kinh Kha Ám Sát Tần Thủy Hoàng. Năm 2005, ông gây tiếng vang với Sát Phá Lang. Trong phim, ông đã lần nữa chứng minh được khả năng diễn xuất của mình. Năm 2008, có thể nói là năm sự nghiệp thăng hoa của Trung Tử Đan. Cả ba bộ phim Họa Bì, Giang Sơn Mỹ Nhân và đặc biệt là Diệp Vấn đều là những bộ phim không chỉ đạt yêu cầu cao về tính nghệ thuật mà cả mức doanh thu cũng rất ấn tượng. Năm 2010, ông quay trở lại và gây ấn tượng mạnh mẽ với Diệp Vấn 2. Từ năm 2010 trở đi, ông thường chỉ góp mặt trong các bộ phim với tư cách vai phụ hoặc vai khách mời. Bên cạnh đó, ông tập trung hoạt động với tư cách chỉ đạo võ thuật và đạo diễn. Phần 5, hoạt động khác ngoài diễn xuất, chỉ đạo võ thuật. Trung Tử Đan được biết đến với tư cách chỉ đạo võ thuật trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Ông tham gia và chịu trách nhiệm dàn dựng các pha hành động và đấu võ. Cho tới hiện tại, ông đã biên soạn các phân cảnh hành động trong nhiều bộ phim châu Á cũng như Hollywood. Đạo diễn, bộ phim đầu tiên ông đạo diễn là Chiến Lang Trong Truyền Thuyết.
Cho đến nay, ông đã đạo diễn 6 phim, trong đó có nhiều bộ phim thành công. Phần 6, trong suốt sự nghiệp của mình, Trung Tử Đơn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, với phim Hoàng Phi Hồng 2 tại Liên hoan phim Hồng Kông năm 1993. Biên đạo xuất sắc nhất, các năm 2003, 2007, 2011 tại Liên hoan phim Kim Mã. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, với vai Diệp Vấn tại các Liên hoan phim Hồng Kông, Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh, năm 2009. Ngôi sao điện ảnh quốc tế của năm, tại Liên hoan phim quốc tế Macau năm 2017. Biên đạo hành động hay nhất tại giải thưởng anh hùng điện ảnh Trung Quốc với bộ phim Hỏa nộ đầu năm 2022. Lưu ý mình chỉ liệt kê một số giải thưởng nổi bật, không liệt kê hết được vì ông này có khá nhiều giải thưởng. Phần 7, đời tư Trung Tử Đơn. Mặc dù nổi tiếng với hình tượng đại trượng phu trên màn ảnh, nhưng đằng sau ống kính, nam tài tử bị các đồng nghiệp và nhân viên công tác tố là kẻ tiểu nhân, chảnh chọe, coi thường người khác. Cụ thể, đạo diễn Cảnh Vệ Quốc vào năm 2012 đã công khai chỉ trích Trung Tử Đơn là cao thủ võ lâm trên màn ảnh, nhưng lại là kẻ tiểu nhân ngoài đời. Khi làm việc với diễn viên Triệu Văn Trác, Trung Tử Đơn còn cố tình sửa kịch bản, khiến đất diễn của Triệu Văn Trác ít hơn hẳn ban đầu. Triệu Văn Trác sau đó đã tuyên bố Trung Tử Đơn là kẻ thù của anh. Trong chuyện tình cảm, ông từng có một đời vợ là Lương Tịnh Từ trước khi cưới Uông Thi Thi. Nhưng nếu như Trung Tử Đơn rất yêu chiều người vợ sau, thì đối với người vợ cũ, sau khi ly hôn ông hoàn toàn không đoái hoài đến, để cô một mình nuôi con trai của hai người. Vì những điều này mà hình ảnh của Trung Tử Đơn trong mắt công chúng không được tốt đẹp. Trên đây là tiểu sử đầy đủ nhất của ngôi sao võ thuật Trung Tử Đơn. Hiện tại, tuy ít đóng phim, nhưng anh vẫn hoạt động mạnh mẽ trong vai trò chỉ đạo sản xuất, đạo diễn và nhà sản xuất. Với lòng đam mê và nhiệt huyết của mình, anh vẫn tiếp tục có những công hiến xuất sắc cho nền điện ảnh thế giới nói chung và dòng phim hành động võ thuật nói riêng. Có thể nói, anh là một ngôi sao đa tài của làng điện ảnh. Và video đến đây là kết thúc, nếu thấy hay thì cho mình một like, share và comment để mình có động lực làm ra những video chất lượng hơn. Các bạn muốn tìm hiểu về nhân vật nào thì hãy để lại comment về nhân vật đó nha. Mình sẽ tổng hợp và làm về nhân vật bạn yêu cầu một cách sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.